Hello, xin chào mọi người nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại Sơn TV. Ngày hôm nay Sơn đang có mặt ở đền Ông Hoàng 7. Và hôm nay là ngày 17 tháng 7, tức là ngày giỗ chính của lễ hội Ông Hoàng 7 các bạn ạ. Và như các bạn quan sát thấy đây, xung quanh Sơn thì rất là nhiều những ông ngựa rất là to, kiểu như là mọi người đi lễ và tiến dâng lên ông 7 trong ngày lễ này các bạn. Và hôm nay thì Sơn sẽ ghi hình toàn bộ ở khu vực đền của ông 7 nhá. Và tất cả những cái trò chơi dân gian, mọi thứ ở đây thì hôm nay mọi người ở trong các xã, các thôn cũng tổ chức các trò chơi. Và tham gia các trò chơi thì Sơn sẽ ghi lại tất cả những cái khoảnh khắc và mọi cảnh để truyền tải cho mọi người xem nhá. Đây, như các bạn xem này, du khách cũng như là mọi người cũng đang có rất là nhiều những cái mâm lễ để đi vào dâng ông ấy các bạn. Bây giờ thì Sơn đang ở khu vực mọi người đang tham gia một trò chơi gọi là trò chơi đẩy gậy các bạn. Thì đây là các xã và các thôn cũng đang các chị em đang chuẩn bị những trò chơi. Cũng khá là đông vui các bạn ạ. Cân ở đây, cân lại. Hình như là đang có gì đó chênh lệch với cân nặng thì phải. Nhắn tin là tất cả các vận động viên thi đấu ở đoạn khúc từ sau này, tay thì đẩy gậy nhưng mà đầu thì đang nghĩ về anh Toàn. Chị nào cũng nghĩ về anh Toàn luôn. Này, lát chi anh Toàn một trận đẩy gậy được không ạ? Bây giờ chúng ta cùng chờ xem kết quả của hai chị em này như thế nào nhá. Em có được không? Em 52 kg. Chơi luôn. Chị đẩy với anh Toàn một hiệp. Vâng, anh đã chơi luôn rồi. Rất căng thẳng. Đã xong hiệp kilo thứ nhất rồi. 15 tuổi chưa thể vượt qua được mức thương thành 21 tuổi. 18 cân đúng không các bạn? Có lẽ là bạn gái kia đeo đôi giày kia cho nên là nó sẽ bị trơn. Với cả hay là cái nền đá này thì nó sẽ bị trơn hơn. Còn chị này thì đi chân đất cho nên là độ ma sát có thể là chắc chắn hơn. Rất kịch tính luôn. Cố lên, cố lên. Là chị gái đã thắng hai set rồi. Chuẩn bị các thi đấu của hai vận động viên khác. Những người hàng xóm đang thi đấu hầu hết các nội dung trong game. Bắt đầu rồi. Rất kịch tính. Tiếp tục xét thi đấu thứ hai rồi. Thôi cho con gọi cái giải kia chưa lấy hết giải ạ. Chuyển giải này về Kim Sơn chơi. Đấy, hết giải rồi. Xin mời anh Toàn nán lại luôn trong
Bây giờ thì chúng ta cùng quan sát cuộc thi đấu giữa ban trọng tài và chống đây là tay khỏe cầm đây đúng không? Trọng tài với viên. Em theo biết là ở ngoài là cổ vũ cho anh hết rồi. Thôi em cố gắng. Sau đây là trận giao hữu giữa Mạnh Thường Quân và của Trương Quang và Bùi Quang. Cẩn thận rách quần đây anh ơi. Rất vui. Vâng, ban tổ chức xin mời các cổ động viên đã đạt giải chúng ta về trọng tài chính để nhận tiền giải. Tiếp tục là trò chơi kéo co các bạn ạ. Mọi người đang tập trung để chuẩn bị trò chơi kéo co. Chuẩn bị. Rất là kịch tính, rất là căng thẳng. Đang ngửa đây anh. Ngửa lên. Em ơi. Đầu rồi. Ở đây đang chơi lắm. Đây cả đây bỏ tay ra đi.
Một du khách đang bị bóng hốt các bạn ạ. Bây giờ thì Sơn sẽ di chuyển vào bên trong đền ông, xem là bên trong này sẽ còn có những cái gì không các bạn nhé. Hiện tại thì rất là nhiều du khách họ đi lễ và thắp hương ở bên trong này. Như các bạn quan sát thấy thì du khách khá là đông, mọi người đi lễ và đi tham gia lễ hội ở đây. Toàn người là người. Sang bên đây quan sát thấy hình như là các vãi đang làm lễ dâng hương gì đó các bạn. Ông ơi cho con hỏi, đây là đang các vãi đang làm lễ dâng hương à? Không không, đây là tế lễ. À tế lễ ạ. À? Dạ. Tế lễ, đây là tế hội nữ. Tế, còn cứ nãy là nam tế, nữ tế, quan bây giờ là hội tế nữ là tế tiếp. Dạ, vâng, vừa nãy là các ông tế đúng rồi, bây giờ là đến các bà. Đúng rồi. Dạ vâng. Đó, đấy, hai đội tế. Tế dạ nam, vâng, vâng. Con cảm ơn ông nhé. Đó, như Sơn vừa hỏi một ông ở đây thì đó là hai đội tế. Đội tế nam thì cũng đã tế xong rồi. Và bây giờ đến các vãi các bạn ạ. Thank you.
Các bạn thân mến nhá, chắc có lẽ cái video này thì Sơn sẽ kết thúc ở đây thôi. Bởi vì ngày hôm nay thì cũng là ngày giỗ của ông Bảy và cũng là ngày cuối cùng rồi. Và bây giờ thì nó đã sang buổi chiều rồi. Như các bạn quan sát thấy thì thời tiết ngày hôm nay thì rất là nắng nóng luôn. Và mọi người thì cũng đang đi lễ và ra về rất là đông rồi. Và bây giờ thì Sơn cũng đi về thôi. Mọi chi tiết ở trong lễ hội ngày hôm nay thì Sơn cũng đã ghi được lại rất là nhiều những hình ảnh để cho mọi người xem ở bên ngoài cũng như là bên trong. Và bây giờ thì chắc là Sơn cũng ra về thôi, bởi vì thời tiết là quá nắng nóng nên là rất là mệt rồi. Vậy Sơn cảm ơn tất cả mọi người nhá. Bây giờ thì Sơn xin phép được kính chào quý vị các bạn. Bye bye.